chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị trói chân thì ông còn tay, Chủ tịch Phúc đỡ đòn trong khó khăn. Từ đầu năm 2022 cho đến nay, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi nước ngoài rất ít. Gần đây nhất ông được đi viếng đám tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe ngay trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin trước đây, vì giam ông Chủ tịch nước quá lại dấy lên tin đồn ông Chủ tịch nước bị quản thúc, nên dường như phe cánh chống ông mới cho ông đi nước ngoài. Tuy nhiên, họ đã tước hết đặc quyền dành cho nguyên thủ quốc gia và để ông đi bằng máy bay thương mại một cách rất bất thường. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc. Tưởng rằng sau chuyến đi này, ông Chủ tịch nước sẽ bị bứng khỏi chiếc ghế vì họ muốn đẩy ông đi để hạn chế sự sắp xếp chống đỡ của ông tại Hội nghị Trung ương. Tuy nhiên, kết thúc Hội nghị Trung ương, ông trụ lại một cách ngoạn mục. Nhiều người thì đánh giá đây là thành công lớn của ông Chủ tịch nước, bởi họ không bứng được ông ở Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thì khó mà bứng ở ông được Hội nghị Trung ương tiếp theo, bởi phu nhân của ông không còn dại gì tham gia các mánh làm ăn mới, để rồi họ lại dùng cái cớ đó để đánh ông bay khỏi chiếc ghế của mình. Thực ra, ông Chủ tịch Phúc trụ được qua Hội nghị Trung ương lần thứ 6 là thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là ông lật được thế cờ. Hiện tại, ông vẫn là dưới cơ họ, cho nên ông dường như bị họ làm cách gì đó để giảm vai trò của ông trên cương vị là Chủ tịch nước. Đó là trò chơi chính trị. Ông Chủ tịch Phúc đã tham gia thì đành phải chấp nhận luật chơi dựa trên mạnh điều khiển kẻ yếu, chứ không dựa trên thứ luật nào cả. Vào ngày 13 tháng 10, bất ngờ bà Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh phối hợp các hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, cũng như tiếp xúc và trao đổi với trưởng đoàn các nước. Thực hiện vai trò ngoại giao hình thức dưới vai trò nguyên thủ quốc gia là nhiệm vụ chính của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, ông Chủ tịch Phúc không đi mà thay vào đó là bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân là điều hết sức bất thường. Đây là hình ảnh Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xuất ngoại thay ông Chủ tịch Phúc. Tại Việt Nam, người dân không còn xa lạ gì với trò đấu đá đến chí tử ở thượng tầng chính trị. Mỗi việc làm thất thường của các vị trong tứ trụ, bốn người hay nhóm năm người chủ chốt tại Bộ Chính trị đều bị người dân soi rất kỹ. Có nhiều điều bất thường làm người dân suy đoán, mà nếu thôi ngôn ngữ không thiện chí là thuyết âm mưu. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh nhiều thuyết âm mưu của dân còn đúng hơn những bản tin từ nhà báo của nhà nước. Nhiều người nhìn bề ngoài đánh giá ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngồi ở chiếc ghế hữu danh phu thực thì không có thực quyền, nên là người yếu nhất trong tứ trụ. Tuy nhiên, đấy chỉ là cái nhìn bề nổi. Phần quan hệ lợi ích chính trị ẩn đằng sau nó có nhiều người không thể thấy, nhưng cái nhìn phiến diện không thể đánh giá được sức mạnh của ông Chủ tịch nước. Và Hội nghị Trung ương 6 vừa qua cho thấy không phải thấy ông Chủ tịch nước không mạnh mà có thể quật được ông ra khỏi chiếc ghế ông đang ngồi. Với việc ông Chủ tịch nước phải ở nhà trong nước và Phó Chủ tịch nước đi công tác thay ông cho thấy nhóm chống ông đang muốn trói chân ông là sự thật. Tuy nhiên, trói chân một đối thủ chính thì chưa chắc gì hạ được họ, vì ông còn có công cụ khác đỡ đòn. Nói cho dễ hiểu thì trói chân ông còn tay để đỡ. Đây là hình ảnh dù ở thế mạnh nhưng ông Bộ trưởng Bộ Công an vẫn chưa lấy được chiếc ghế của ông Chủ tịch nước đang ngồi. Bị người ta trói chân thì cho thấy ông ở thế yếu. Tuy nhiên, trên vũ đài chính trị, nhiều người đánh giá Chủ tịch Phúc là người có võ. Dù ở thế yếu, ông vẫn giữ được chiếc ghế và ông Bộ trưởng Bộ Công an cố lấy cũng chưa thể làm gì được. Từ Quảng Nam ra Hà Nội, rồi leo đến Thủ tướng và sau đó rớt xuống chức Chủ tịch nước. Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất cho đến hiện nay, ông Chủ tịch Phúc chưa hề ngã ngựa. Đó là một thực tế, Tô Lâm không dễ đấu với ông. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc mới thoát nạn, giờ chẳng ngán ai, choảng luôn Thủ tướng chính. Trước Hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Chủ tịch Phúc đã bị rơi vào tình thế tứ bời thọ địch. Hai vụ án lớn dí vào gia đình nhà ông, đó là vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu nữa. Đến ngày cận kề Hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Chủ tịch đi Nhật Bản dự đám tang cố Thủ tướng Nhật Abe bằng máy bay thương mại của thường dân như là một sự sỉ nhục. Tuy nhiên,
Sau khi về đến để giữ chiếc ghế ở Hội nghị Trung ương 6 thì sau 7 ngày căng thẳng, ông Chủ tịch nước đã trụ được. Đấy là thành công lớn của ông. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước phát biểu phang thẳng vào điểm yếu kém của chính phủ đang điều hành. Như tờ Thời báo .vn đã kết luận ở bản tin trước, thành công của người này chính là thất bại của người khác. Ông Chủ tịch Phúc trụ ở ghế thành công thì điều đó cũng có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm đã thất bại, ít nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Sau hội nghị, ông Chủ tịch Phúc xem như chút được gánh nặng ngàn cân khi buộc phải căng sức ra để đấu chân giữ ghế. Như vậy là ông Chủ tịch nước đã thoát nạn Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Sau hội nghị, mỗi phe cánh sẽ vận động thế lực ủng hộ để chiến tiếp ở Hội nghị Trung ương tiếp theo. Cứ 6 tháng một lần thì các phe phái tiến lên trên võ đài choảng nhau hỗn loạn. Tuy ông Chủ tịch nước đang mới chiến thắng, đẩy lùi quân địch, nhưng nhìn chung ở Trung ương Đảng khóa 13 từ năm 2021 cho đến năm 2026, với ông Chủ tịch nước vẫn là một thất bại. Thất bại ngay đại hội lần thứ 13 trước ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay là thất bại cay đắng nhất của ông Phúc. Từ vị trí quyền lực số 2 trong cơ cấu quyền lực, ông Nguyễn Xuân Phúc bị ông Phạm Minh Chính đẩy ra rìa và phải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hữu danh vô thực. Sau khi thoát nạn trước liên minh hùng mạnh Trọng Lâm thì có thể nói giờ đây ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc không còn phải ngán ai nữa cả. Vào ngày 12 tháng 10, tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thẳng thừng tấn công vào những yếu kém của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết đích thân ông đã gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, lãnh đạo nhà nước cũng cho hay khi bản giao chính phủ mới là của Thủ tướng Phạm Minh Chính có đến 110 tỷ USD dự phòng, trong nước cũng sản xuất được xăng dầu. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Việc làm này của Nguyễn Xuân Phúc có vẻ như là quan tâm tới tình hình khó khăn của đất nước hiện nay, nhưng thực chất là ông Phúc đang thọc vào sự yếu kém của ông Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi chiếc ghế Chủ tịch nước được xem là ngồi ở vị trí nhàn rỗi, tuy nhiên ông Phúc dường như không muốn ngồi yên mà cố thọc vào chuyện của người khác. Những ngày qua, ông Phạm Minh Chính cho thấy việc điều hành chính phủ kém cỏi với tư duy nhạy bén của chính trị, ông Phúc đã chộp ngay lấy cơ hội để tấn công vào đối thủ này. Hiện giờ ông Chính dường như đang loay hoay với rất nhiều các tiêu cực ở chính phủ mà nhìn đâu cũng thấy, mà không biết ông Phúc sẽ tận dụng điều này như thế nào. Sau khi ông Chủ tịch nước thoát nạn thì việc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ sau là cuộc đua tam mã sòng phẳng. Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Tuy ông Huệ có ưu thế nhất nhưng thời gian đến 3 năm còn khá dài, chưa biết trước được điều gì, ai biết. Và họ sẽ chất chiêu từng cơ hội nhỏ thì người đó sẽ có cơ hội về sau. Cũng mới đây, trước Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thì cả là cuộc đua song mã giữa ông Thủ tướng và ông Chủ tịch Quốc hội. Vậy mà bây giờ cuộc đua đã thành tam mã. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Chủ tịch nước nhìn nhận ra một điều. Hóa ra ông không yếu như mọi người tưởng. Và cũng qua Hội nghị Trung ương 6 thì Liên minh Trọng Lâm cũng nhận ra hóa ra họ cũng không mạnh như mọi người tưởng. Vì thế mà sau Hội nghị Trung ương vừa qua giúp cho ông Chủ tịch nước tự tin hơn và ông đã mạnh dạn phang vào những điểm huyệt yếu của đối thủ Phạm Minh Chính.